แหลงแหลงใหม่ทำไมใหม่ใหม่ทำไมใหม่ทำไมจ๋าเอ้ยยังจะเรียนได้ยังไงใหม่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 ไม่บุกไปดิงเอาใหญ่เดี๋ยวร้อยย่อมาย่อมาเงินตู้ตำถังไงเดี๋ยวหุ้นคือตั้งไปไปดิงเอาใหญ่ใหญ่ไปอ้อมตาใหญ่ไปบุกแล้วแกงไงดิงดิงเดี๋ยวร้อยถอยเอ็มเถอะตัวนี้หุ้นคือตั้งไงไม่ก็อย่างนี้เนาะไม่เป็นเนาะรู้ไหมก็คืออย่างมันก็คืออย่างเอ็มโย่เลยว่าไม่บุกแล้วแกงไงถอยแน่ก็ตอนเคลียร์ไม่ก็อี๋ที่จับตาแบบไม่ย้ายมัดที่จับตาหะก็เถอะใหญ่cái gì đâu nháy mắt hồi nào chị có bằng chứng không hồi nãy tao thấy mày nháy mắt rõ ràng tao nên tao bay xuống đánh mày đó chị thiệt đừng vô lý á em với chồng chị không có quen biết không có nháy mắt không có đá đâu nghe cái gì ở đây á tự nhiên chị ta vô đánh em vậy à đúng rồi trời ơi làm hư đồ của em hết trơn à bộ đồ mới mua mấy triệu bạc nữa nè tao cho mày biết nha cũng may cho mày là không biết gì với chồng tao á chứ mày mà biết gì với chồng tao nãy giờ tao đánh mày á mày mình mày rồi đó em hùng dữ bây giờ á mày biết tại sao tao đánh mày không tao đánh mày là tao đánh hờ mày đó bây giờ hai đứa mày không có gì cho nên tao mới quánh bữa mai mốt hai đứa mày có gì rồi hẹn hò lén lút ngay ngoài đống cơm này á rồi lúc đó hả rồi làm sao bỏ tao hả em đâu tao đâu có ngu đúng là bà bị gì á thần kinh bà có vấn đề đúng không thôi em tao không biết không chỉ ba vô đánh người ta thì không biết là mới đánh đó luôn hả ừ đó trời ơi bà tưởng giết người không buông đâu ra cái gì buông đem ra cho người em quýt người ta hả đánh tôi là chứ không có gì hả tôi thua bà cho bỏ tù một lông luôn á chứ ông nghe nó có gì thì bỏ bom tôi vậy đánh tôi vậy không có cái gì hết không có gì buông đâu ra đi chứ giờ ôm đường cho nó đánh tôi hả em hứa là không có đánh người ta nha ông buông đâu ra đi tôi hứa tôi không đánh đâu hứa nha ừ tôi le lưỡi thề là không có đóng đánh đâu ôi em em ấy thôi rồi giờ mày sao hả mày sao à mày với nó là quen với nhau thiệt đúng không cho nên á mày ngồi mày im cu mày không nói một tiếng nói nào trong khi đó người ta có cái gì á là người ta ôm nó lại rồi nè cho chỗ đánh rồi chứ có đâu hả mày ngồi mày đứng lên mày chăm tao không vậy mày ôm tao ra làm cho nó đánh ra chết mẹ ta vậy mày có gì với nó rồi đúng không mày nói đi sao em ăn nói vô lý vậy anh đâu có quen ai đâu mày nói sao mày nói mày không quen hả mày liếc mắt mày nhìn vậy mày không quen hả trong khi đó hả nó đường anh tới đường ai 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 gì mà mày nhìn mày chạy theo mé hết trơn mà mày nói mày không quen hả mày vô vô mày phải phải thôi nha à mày làm mày với nó là có gì rồi đúng không hả mày nói đi mày với nó có gì rồi đúng không có cái gì là có cái gì đâu trời thì người ta đứng trước mặt anh nhìn là bình thường mà à bây giờ là mày nhận là mày với nó quen nhau rồi chứ gì mày vừa vừa phải thôi nha mày sống với tao bao nhiêu lâu rồi mà bây giờ hả mày lại mày quen cái con nhỏ đó mày bỏ tao cái gì anh đâu có bỏ em đâu em nói cái gì vậy hả em ghen tuông vớ vẩn vậy à bây giờ mày bênh nó nữa mày bỏ tao cái gì tao thấy mày hả mỗi lần mà mày nói thương tao mỗi lần mày nói yêu tao á hả là thấy ra chuyện rồi mỗi lần mày thương tao thấy ra chuyện rồi nó được anh được anh được cái đó đó bắt đầu mày dòm mày chảy nước miếng hết trơn à mình ta nói hả mày liếc mắt mày đưa tình như vậy mà trong khi đó tao đưa cho mày em chịu dòm em đừng có ăn nói vô lý vậy nha hồi nãy giờ anh cũng đang dòm em mà mày dòm hả là mày à vậy là mày nói là mày dòm nó rồi đúng không bây giờ đó mày thương nhau mày định thương nó mà mày bỏ tao đúng không anh không có bỏ ai hết á bây giờ anh mệt mỏi em quá cho anh ngủ được không à, mày mệt mỏi tao mày chán tao lặng mày đi theo con ngõ đó chứ gì hả à, bây giờ mày bỏ tao rồi đúng không em sao vậy anh nói là anh muốn nằm ngủ anh mệt mỏi em rồi à, mày muốn ngủ cho nó đúng không bây giờ mày bỏ tao mày muốn ngủ cho nó chứ gì mày muốn tao ta nằm ngủ vậy thôi à, từ từ nói mà em. Ê em là vợ chồng á phải biết yêu thương và tin tưởng lẫn nhau, đừng có ghen tôi thấy quá giống cái chị ác trên phim này nè, đừng nghĩ cái phim mới có nha, ngoài đời có đầy á.